Xin chào chị nhà đầu tư, chào mừng chị đã quay trở lại với cái chứng khoán no Stock Như thường lệ thì hôm nay thứ ba em sẽ lên một cái video vào giữa tuần Đó mình cùng nhau ngồi lại để mình tổng hợp với thị trường Đấy thì vừa mới hôm chủ nhật đúng không? Ra một cái video là Mid cáp vào trạng thái tăng tốc này đó, Và mọi người tránh FOMO Thì y như rằng là hôm thứ hai thị trường nó cho một cái phiên giảm điểm khá là mạnh đó, Thì kết phiên là giảm 20,2 điểm là cũng rút chân lên rồi nó Và cái khối lượng đột biến 43.000 tỷ Một cái khối lượng rất là lớn thời gian gần đây Thì với cái phiên giao dịch ngày hôm qua ấy, Thì mình thấy là bên bán khỏe Tương tự với đó thì bên cầu đỡ cũng khá là tốt đó Thì chút nữa chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn về thị trường ngày hôm qua đó. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đến với một số cái tin tức đáng chú ý trước đó. Thì hôm nay là một ngày 19 tháng 3 đúng không? Thì ngân hàng nhà nước tiếp tục hút 10.000 tỷ tiền phiếu đó. Và cái lượng 10.000 này so với những cái lần trước ấy, những cái phiên trước là nó người ta hút đều đều 15.000 tỷ một phiên thì hôm nay là hút 10.000 thì mình cũng thấy có một cái sự suy giảm về cái lượng hút trong ngày của FBV thì mình cũng chưa rõ là cái chính sách của cụ thể hay là cái kế hoạch của người ta như thế nào nhưng trước đây là trước tiên là mình thấy là có một cái sự giảm dần mới hút tiền thì có thể coi là một cái điểm tích cực tuy nhiên thì mình nhìn là cái tỷ giá của chúng ta USD sang Việt Nam đồng thì vẫn đang ở mức khá là cao ờ, so sau so nhiều cái phiên hút tiền nhá thì cái tỷ giá nó chưa có giới hiệu hạ nhiệt mà lại tăng đó. thì với cái vấn đề này thì mình hiểu là ngân hàng nhà nước hút tiền chủ yếu là để bảo vệ cái vấn đề ngoại tệ tức là không muốn cái tỷ giá nó tăng quá là cao đúng không nhưng mà vấn đề hiện tại là tỷ giá nó vẫn đang ở cái mức khá là cao Vậy thì với cái hiện trạng như thế này thì khả năng cái dự kiến ban đầu của chúng ta là FPV chỉ hút khoảng 150.000 tỷ thì chúng ta sẽ lại thay đổi lại một chút Đó, thì khả năng là với cái tình trạng hiện tại khi mà tỷ giá nó vẫn neo cao như thế này thì cái mục đích của FPV nó chưa đạt được ngay thì khả năng là sẽ hút thêm cái lượng uh, tiền trong đợt này có thể tăng lên đến 200.000 tỷ hoặc 250.000 tỷ Đó, thì là cái dự, dự kiến của chúng ta Đó, thì cái, cái này tạm thời nó sẽ là một cái rủi ro về mặt uh, ngân hạn của thị trường đó, thì cũng là một cái mình cần phải theo dõi Đó, giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường chung Đó, nó ngắn hạn hơn một chút Đó, thì uh, phiên ngày hôm qua là thị trường nó giảm 20,2 điểm đúng không và thanh khoản là 43.000 tỷ thì uh, điều này anh có nói được từ đầu là bên bán khỏe và bên mua thì cũng khỏe cân lại tương ứng và phiên sáng thì có một số pha quét bán khá là nhanh đặc biệt là đối với những nhóm cổ phiếu gọi là đinh đợt vừa rồi DGC này Đúng không? DGC thì hôm qua còn nằm sàn Thật ra DGC thì nó là một cái mã về cái lượng hàng trôi nổi cũng có không quá nhiều ấy Thì với có khi mà thị trường nó có một cái hiện tượng nó bị Có cái phân hoảng loạn thì DGC nằm sàn nằm sàn khá là dễ dàng Và cuối phiên thì không hồi lên được mấy đúng không? Vẫn nằm sàn Và hôm nay thì có xanh nhẹ Tuy nhiên là không đáng kể Hồi lượng khá là thấp Nhìn chung là những người cầm hàng loại này thì khá lưỡng lượng À, ngoài ra thì GBR. Đó. GBR cũng là cái mã khỏe đã hôm vừa rồi. Đoạn vừa rồi thì hôm qua cũng có cũng có cái giá sàn. À, GBR thì no stop vẫn đang cũng là một cái case mà no stop theo dõi và follow đúng không? Thì chúng ta chia sẻ trên các cái video cũng như trên bài đăng khá là nhiều. Đó thì như GBR của team thì hôm qua cũng nằm sàn. Đó. Và với pha quét bán nhanh như vậy thì Uh, no stock cũng thấy là nó có một cái sự suy yếu nhất định rồi. Đó, tuy nhiên là mình cần nhìn nhận đó là list là cái nhóm mà có tiền lớn đẩy giá mạnh từ trước nên là nó không thể nào mà rơi hoặc là nó tạo đỉnh ngay thì trong một phiên được. Nên mình sẽ không cần thiết phải quá phô mô và sợ hãi bán đuổi ngay. Đó. Và mình uh, cần đợi những cái nhịp hồi để mình có thể bán hoặc hạ tỷ trọng nếu cần thiết. Đó. Thì vào phiên chiều khi mà thị trường nó hồi những dự kiến ấy và GBR cũng tương tự thì uh, stop có bán GBR bán dự kiến nó có thể kéo lên được ở lớn hơn 33 thì cũng bán hai lô hai lô hàng mua từ giá hai cái hai cái những tỷ trọng mà mua giá cao hơn mua cái tỷ trọng mua cái giá 29.15 và một cái phần uh, mới mua là mua quanh 3.6 thì sẽ bán hai cái phần tỷ trọng này trước với cái giá lớn hơn 32.8 đó thì đang quanh quanh 33 đấy thì cũng có số lời GVR. Thì lý do bán GVR có thể là hôm qua bán xong thì cuối phiên nó cũng kéo lại được và lên đến tận 35. Đó, tuy nhiên thì cũng không có vấn đề gì cả. Thứ nhất là mình cũng đã mua được cái vùng giá khá là thấp rồi. Nó cái thứ hai là mình mua về cái gì thì mình bán một cái đó. GVR mình mua là tại vì mình đánh giá nó khỏe, nó lít đinh và nó đã có thể rơi vào trạng thái tăng tốc, đúng không? Thì bây giờ mình thấy nó có một cái cây bán mạnh như thế này thì ít nhiều cũng có một cái lượng tiền lớn ao ra khỏi cổ phiếu này rồi thì khả năng là nó sẽ phải tích lũy lại đúng không? và cái trạng thái tăng tốc của nó sẽ tạm thời là không không còn nữa và nó sẽ bắt đầu có một sự suy yếu trong ngắn hạn rồi thì mình bán thôi đó, thì gọi là mình bán với cái gì mình mua vào cái gì thì mình bán một cái đó nó sẽ đơn giản hơn và quyết định của mình sẽ nhanh hơn đó. ngoài hiện tượng mà hôm qua nhiều các cái mã lý đình nằm sàn ra thì chúng ta ghi nhận là có một cái sự ao tiền khỏi cái nhóm nhất leading đúng không? Thì đây là một cái điểm mà mình cần lưu ý. Nó cũng có một cái điểm gọi là có thể đánh giá là nó có rủi ro về mặt trong ngắn hạn rồi. Đó. Thì tuy nhiên thì mình nhận thấy là có một cái điểm nhấn ở cái nhóm bất động sản. khi hôm qua đó nhiều mã mọi người thấy ví dụ như là DG chẳng hạn. Hôm qua đóng trần. Hôm qua DG đóng trần. Đó ngoài ra thì có các cái mã khác, ví dụ như là HDC nó cũng tương tự. HDC thì là hôm qua, hôm hôm trước nữa và hôm qua đều tăng khá là tốt. Ngoài ra thì các mã khác như là uh, ví dụ như là DG đi, hôm G thì yếu hơn, yếu hơn trạng thái nó yếu hơn, nhưng cũng đánh giá là có cái dòng tiền tham gia vào mã này. Thì nhìn chung là nhóm bất động sản hôm qua là một cái nhóm mà nó có một cái uh, điểm nhấn mà chúng ta cần chú ý. Đó. Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất là nhìn thấy là uh, những cái mã bất động sản là nó đã vào tiền từ hôm thứ sáu là có dấu hiệu rồi này hôm uh, hôm qua khi mà thị trường nó đang khá là xấu về điểm số thì nhóm bất động sản nó vẫn hút tiền khá là tốt dòng tiền nó đang có giới hiệu đạo cho so nhóm bất động sản và cái thứ ba đó là nhóm bất động sản tính từ phiên hôm thứ sáu mua nhá thì vốn lớn đúng không? hôm qua tiếp tục gia tăng này thì hôm nay là cái phiên hàng về của nhóm bất động sản hàng t cộng về thì mình nhìn thấy là cái lượng tiền lớn mà đi vào nhóm cổ phiếu bất động sản này ấy, thì uh, nó về nhưng mà nó không có dấu hiệu là bị bán ra không có dấu hiệu chốt lời mà nó vẫn nằm lại cái nhóm này đúng không mà áp lực bán mình thấy khá là thấp nó xanh là đây dg này đấy đúng không thì cái áp lực bán của phiên hôm nay nó khá là thấp từ cái volume và cái mức độ giảm của cổ phiếu thì nó chỉ giảm một phẩy tám phần trăm nó cũng là cái mức gọi là điều chỉnh bình thường đó nó thì với cái dấu hiệu này của nhóm bất động sản thì mình thấy đây là một cái điểm cộng. Đó. Tại vì sao? Tại vì là Uh, mình nhìn thấy là thị trường Nó có dấu hiệu Là chốt lời ở cái nhóm leading Tức là một lượng tiền lớn Đã ao ra khỏi nhóm leading Đúng không? Tuy nhiên là Cái lượng tiền này nó không có dấu hiệu là Nếu một lượng tiền lớn này nhá Nó ao khỏi những cái mã như đây, như là c chẳng hạn Và nó gọi là nó đi ra khỏi thị trường luôn Và nó chưa có dấu hiệu quay lại Thì đấy là một cái điểm khá là tiêu cực đúng không? Tại vì thị trường nó đang không có dòng dẫn Tuy nhiên là cái mình nhìn thấy là cùng một cái phiên ngày hôm qua thì dòng tiền để vào nhóm bất động sản khá là khỏe thì tạm thời mình có thể đánh giá đây là một cái tượng đảo dòng tức là dòng tiền nó không nó thoát ra khỏi nhóm listing nhưng mà nó không ra khỏi thị trường mà nó vẫn nằm lại thị trường và nó lại tìm đến những cái cơ hội mới đó là nhóm bất động sản đúng không? Tức là dòng tiền lớn nó không có dấu hiệu là thoát ra khỏi thị trường mà nó vẫn nằm lại để tìm kiếm cơ hội thì ở đây là một cái điểm khá là tích cực và mình cần phải ghi nhận Ngoài cái nhóm bất động sản ra thì hôm nay có một cái điểm nhấn thứ hai ở nhóm thép. Đúng không? Nhóm thép thì phiên sáng phiên sáng thì có một số những cái rumor liên quan đến việc là Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Thì trong đó đã tiếp nhận hồ sơ của Pháp vào ngày 14 tháng 3 và tiếp nhận hồ sơ của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng nghiệp Mosa Hà Tĩnh vào ngày 19 tháng 3 tức là ngày hôm nay. Đó thì với cái thông tin tức hỗ trợ này thì nhóm thép phản ứng khá là tốt Đặc biệt là về phiên chiều thì có như là nam kim này Nhóm SMC thì còn có cái thời điểm mà kéo trần Đấy thì tiếp tục có một lượng tiền lớn nữa Đã vào cái nhóm thép Mình nhìn thấy một số mã nhé. Ví dụ như nam kim đi kéo trần đúng không thì thấy cái khối lượng nó khá là tích cực đấy Khối lượng nó khá là thể hiện cái ý chí khá là rõ ràng Tại vì khối lượng lớn và đi kèm với cái biên độ tăng giá của cổ phiếu thì đây có thể coi là có một cái dòng tiền lớn nó tham gia vào thép tức là sau bất động sản thì tiếp tục có một cái dòng cái lượng tiền lớn tiếp tục ngồi nhồi vào nhóm thép đúng không tức là mình thấy là thị trường sau khi một ao ra khỏi cái một phần ra khỏi cái nhóm định ví dụ như là dgc Đó, dgc chẳng hạn thì nó lại vào các nhóm khác như bất động sản như là thép và rất là rõ ràng thì ví dụ như dgc nhé để mình khẳng định là nó có đỉnh hay chưa thì mình sẽ chưa để khẳng định ngay được thì hoàn toàn có kịch bản là nó sẽ đi ngang quanh cái vùng này tạo một cái nền giá và nó tăng tiếp đúng không? Tại vì như mọi người thấy là MACD của nó thì mới có một đỉnh thì thường thì nó hay, hay nếu muốn tạo đỉnh chẳng hạn thì nó cũng sẽ phải giật lên tạo hai đỉnh rồi nó mới rơi còn tạo là mới có một đỉnh và đang có dấu hiệu là tích lũy lại quanh đường MA10, MA20 thì tạm thời là nhóm nguyết đinh cũ này chúng ta nó sẽ phải cần thời gian nghỉ ngơi và ao một phần tiền ra khỏi cái nhóm này và tích cực là dòng tiền nó lại luân chuyển sang cái nhóm những bất động sản như là thép thì ở đây là một cái dụ tích cực tại vì dòng tiền nó không ao ra khỏi thị trường mà nó vẫn tiếp tục ở lại thị trường để tìm kiếm các cơ hội mới đó thì bất động sản và thép thì là đang là hai cái nhóm mà mình có thể đánh giá là thị trường dòng tiền nó đang luân chuyển và đảo sang hai cái nhóm này đó thì thị trường chỉ cần còn tiền trong thị trường là chắc chắn là thị trường nó vẫn có thể coi là tích cực và vẫn có thể lên được thị trường mà hết tiền hoặc là tiền rút cơ thì lúc đấy mình, mình sợ còn thị trường nó vẫn còn tiền nằm lại và tìm kiếm cơ hội thì mình vẫn có thể coi là tích cực và mình cũng tránh quá là tiêu cực về thị trường đó, đó là đánh giá sơ qua về thị trường về dòng tiền nhá để anh chị em mình quá tránh là quá tiêu cực với thị trường hiện tại đúng không? vậy hành động hành động của chúng ta khi mà thị trường nó có những cái diễn biến như vậy là gì thì uh, hành động của chúng ta thì thứ nhất là đối với những anh chị nào mà mình còn nhiều hàng mình còn mơ zin và mình còn kẹp lại những cái mã mà có thể coi là đã suy yếu sau cái nhịp này thì mình vẫn cần canh các cái nhịp hồi lên của thị trường để có thể là cơ cấu và hạ cái tỷ trọng của mình tại vì hiện tại là thị trường nó thứ nhất là về các cái yếu tố vĩ mô đúng không yếu tố vĩ mô thì thứ nhất là uh, các cái vấn đề tín phiếu nó vẫn đang có dư địa là hút thêm uh, thị trường nhất có thể là cái tiền đấy nó dư thừa trong thanh khoản nhưng mà thì thị trường thì nó không tốt cho nền kinh tế nền kinh tế nó không dùng tới nhưng mà nếu mà cái tiền đấy nó hút tức là nó không thêm ý, nó không được bơm thêm vào thị trường thì chắc chắn là trong ngắn hạn thị trường khó có thể có những cái nhịp bứt tốc và tăng điểm được nó cái thứ hai là cái nhóm trụ và nhóm vốn hóa lớn ý, thì vẫn đang cần thời gian nghỉ ngơi và vẫn có những cái rủi ro rung lắc nó thì về ngắn hạn là thị trường khó có thể tăng ngay được thì vẫn có những cái rủi ro trong ngắn hạn thì mình vẫn cần phải hạ cái tỷ trọng và đảm bảo cái tỷ trọng của mình ở cái mức an toàn đó và cái thứ hai là đối với những anh chị nào mà mình đã hạ tỷ trọng xong rồi ví dụ như nông stock hôm qua thì cũng có, có bán với và BF với có bán hai hai cái phần tỷ trọng khá là lớn và BF thì cũng bán mặc dù BF cuối phiên thì cũng kéo xanh đấy cuối phiên nó cũng kéo xanh nói chung là nhìn nó vẫn khá là khỏe đó. tuy nhiên là cũng đã bán hôm qua để hạ cái tỷ trọng của mình rồi À, tại vì là thị trường có rủi ro thì mình cũng phải hạ xuống cái tỷ trọng của mình thôi về uh, ngắn hạn thì có thể là thiệt giá một chút nhưng mà cái nguyên tắc thì mình vẫn phải làm thì nó sẽ giúp cho mình có được cái lợi nhuận nó bền vững trong dài hạn thôi đúng không à, và những anh chị nào mà mình đã hạ tỷ trọng rồi chẳng hạn nhé thì mình có thể theo dõi một số những cái mã bất động sản uh, dg đối với nhóm thép thì mới có một phiên đúng không? hôm nay mới có một phiên thì mình chưa khẳng định được là rõ ràng cái xu hướng của dòng tiền lớn nhưng mà DG bất động sản thì nó đã có hai phiên liên tiếp và phiên hôm nay hàng về không bị chốt lời tiếp tiếp diễn, không bị chốt lời và thì là cái dòng tiền lớn lớn nó đã nằm lại cổ phiếu này. Đúng không? Thì mình có thể chú ý đến nhóm này hơn. Đó. Thì DG là một cái cổ phiếu mà cái trạng thái của nó đang khá là khỏe. sau một cái khoảng thời gian cái nhóm này nó đi ngang rất là lâu thì phiên hôm qua nó đánh cho hai hôm qua và hôm kia, hôm thứ sáu hôm qua đánh cho hai cây hai cây nến khá là quyết liệt thể ý chí rất là mạnh mẽ của dòng tiền lớn và cái MACD bắt đầu có dấu hiệu là cắt lên tích cực đúng không và hôm nay hàng về thì cái lượng bán ra lượng chốt lời rất là thấp thể cái khối lượng khối lượng của phiên giao dịch hôm nay ở cái mức khá là thấp có thể là không có áp được bán đúng không thì với DG thì đối với anh chị nào mà mình đã có cái tỷ trọng danh mục nó an toàn rồi thì mình hoàn toàn có thể theo dõi một số mã bất động sản thì DG là một ví dụ thì nếu phiên ngày mai theo cái quán tính áp lực chốt lời của phiên ngày hôm nay Thì khả năng ngày mai nó sẽ có những cái sự chốt lời trong phiên sáng Đấy thì nếu mà nó có cái hiện tượng chốt lời Bán xuống mà nó lại có được cái lượng cầu rút chân đỡ lên tích cực ý Tức là nó có cái hiện tượng bán xuống để chốt lời theo cái quán tính của phiên hôm nay Mà nó lại có cái lượng cầu đỡ vào tiếp cổ phiếu và rút chân tốt thì mình có thể mở vị thế thăm dò đối với DG ấy, chị nhé nọ mai mình có thể canh dung lắc nếu mà nó được du tốt thì mình có thể mở vị thế thăm dò được ngoài ra thì có hdc Đó, hdc thì cũng là mỗi cổ phiếu mà nó có cái trạng thái khá là tích cực tại vì là sau một cái khoảng thời gian nó có cái sự siết bôn và siết siết và gọi là rũ bỏ ấy, khá là lâu ấy. đấy thì phiên ngày hôm thứ sáu và hôm qua nó đánh cho hai cây khá là thể ý chí của dòng tiền lớn khá là tốt là phiên hôm thứ sáu này thì nó đánh vượt em 200 đúng không đúng không? nó vượt em 200 và phía hôm qua thì nó tiếp diễn nó tuy nhiên là nó có cái sự rung lắc nhất định thì phía hôm nay thì cũng có cái áp lực bán chốt lời tương đối thì nếu mà phiên ngày mai nhá nó có một cái phiên tiếp diễn cái áp lực bán chốt lời này và nó không bị nổ vô nên chị nhá nó có thể là cái lực cầu đỡ tốt ấy. Đó, thì mình có thể là cân nhắc tham gia đối với HDC Đấy lại là đấy là dg và HDC Ngoài ra mình nhìn một số mã nữa Ví dụ như DG Đó, DG thì uh, trạng thái tương tự Nó hơi giống HDC Và nó yếu hơn DG Đấy, thì DG cũng tương tự Thì có thể canh cái rung lắc quanh cái vùng giá 18.4 18, chấm, 18 chấm này đấy Khi mà nó về test 10 và 20 Nếu mà nó siết được vô Thì mình có thể tham gia Đó, đi sơ qua về một số mã bất động sản Novaland thì sao? Uh, Novaland thì uh, yếu hơn về trạng thái nó đang yếu hơn tức là hai cái phiên hôm thứ sáu với hôm thứ hai thì cái dòng tiền vào nó chưa được quyết liệt các uh, cái vô nó không được đột biến như những cái mã cổ phiếu kia đúng không uh, nó khá là thấp hôm thứ sáu này hôm thứ hôm qua thì có cái phần fomo tuy nhiên là cuối phiên thì bị bán chốt lời khi mà vướng hai cái đường em mây ngắn hạn của nó thì uh, mình trước tiên là mình sẽ ưu tiên những cái mã em đã nói anh chị nhé dg hdc có thể thêm dg nữa dg nữa đó, đấy là ba cái mã động sản bất động sản mà mình có thể theo dõi nếu anh chị nào mà mình đã có cái thị trọng tài khoản cơ cấu xong rồi thì mình có thể theo dõi và bởi vì thế thăm dò đối với ba cái mã bất động sản này Đó. đã sơ qua về thị trường ấy chị nhé và một số những cái mã cổ phiếu bất động sản để mình có thể theo dõi nhìn chung là mình tránh quá tiêu cực về thị trường đúng không thị trường nó vẫn đang có những cái dấu hiệu tích cực mà mình cần phải ghi nhận và dòng tiền nó đang luân chuyển tìm đến những cội mới trong thị trường thị trường không có hiện tượng là bị rút toàn bộ dòng tiền lớn ra khỏi thị trường thì đấy là một cái điều tích cực và khi mà tiền còn nằm lại thị trường thì khả năng thị trường còn có thể uh, hồi phục và tích cực hơn nó hoàn toàn có thể xảy ra để sơ qua về thị trường và một số những cái mã cổ phiếu mà chỉ mình có thể theo dõi nhé và ở uh, cái nội dung chính của video thì em sẽ kết thúc ở đây uh, à, để mọi người có thể nhận được cái thông tin nó sớm nhất thì mọi người có thể là chủ động uh, ủng hộ team bằng cách là like và subscribe kênh chứng khoán của no stop Ngoài ra thì để nhận thông tin nó trong phiên và real time hơn thì chị có thể chủ động tham gia cái link cộng đồng Link Zoom, Zalo cộng đồng em để bên dưới phần mô tả anh chị nhé Và cái QR code em có để bên tay trái màn hình này Mọi người có thể chủ động tham gia Rồi cảm ơn chị đã theo dõi video Và chúc mọi người có một buổi tối nghỉ ngơi Thứ ba thì là vui vẻ